Hey, chào các bạn. Buổi sáng thì buổi sáng hôm nay em sẽ tiếp tục review lại cái cây sứ San Noel mà sau khi mình làm rễ rồi nó trổ hoa cho quý anh chị xem nha. Thì tại sáng hôm nay trời âm u quá nên chưa có đi soạn cây được ha. Thì em làm cái clip này review cho quý anh chị xem cái cây San Noel này cho quý anh chị xem ha. Nè, quý anh chị thấy một khi mà cái cây sứ mà mình làm cũ rồi á, thì trước mắt là quý anh chị thấy nó nhìn nó rất là hoành tráng ha, rất là đẹp. Thì nội chơi cũ không thì quý chị có thấy nó cũng có cái để mình ngắm nhìn ha quý chị. Đó, quý chị thấy ha. Thì đối với cái dòng Noel quý chị làm được cái cũ như vậy thì nó rất là đơn giản nha quý chị. Tại đa số cái cũ San Noel là nó đẹp. Do nó có cái giống San Noel là một cái giống mau lớn ha, cho nên cái bộ rễ nó phát triển rất là tốt. Thì cái lứa San Noel này á, là cái lứa mà em cũng thường bán cho quý anh chị nha. Nó tầm khoảng 2 năm mấy đến 3 năm tuổi. Đa số là cái dòng San Noel nó thì nó là hoa nó đẹp nha quý anh chị. Quý anh chị thấy ha, nó rất là nở rễ ha, nở cũ và nó thắt eo. Cho nên nó quý anh chị chơi cái cây sứ nó nhìn nó rất là đẹp nha. Đó, có nghĩa là nở nở hậu ha. Rồi nó phân tàn thì cũng tương đối tốt nha quý anh chị. Khi mà quý anh chị sạc tàn đó, thì quý anh chị thấy nó phân tàn ha, phân tàn rất là tốt luôn nè, mỗi đậu ra hai nhánh. Thì cái gói thuốc kích rễ mà của em tặng cho quý anh chị á, thì nó vừa có tác dụng bảo vệ cái cây sứ mình cái giai đoạn đầu, bảo vệ gì nấm bệnh ha, và nó giúp kích thích cái cây sứ mình nó đâm chồi nha quý anh chị. Cho nên nó quý anh chị có thể sạp bàn thì sạp bàn thì cái cây sứ mình nó cũng phân tàn rất là tốt nha. Đó thì tuy cái món quà nhỏ nhưng mà nó giá trị rất là lớn nha quý anh chị. Cái gói đó quý anh chị có thể mình trồng được khoảng 10 đến 20 cây sứ ha. Thì cái cây sứ quan trọng nhất là mình về mình trồng mà nó sống nó phát triển ok là sau này nó sẽ có bộ rễ đẹp ha. Và quý anh chị lưu ý giùm em nha. Tại vì do lúc này á cái cây sứ của em thì nó đã già rồi thì quý anh chị nên về mình cắt tỉa rễ lại. Và trong cái quá trình vận chuyển thì không có tránh được cái chuyện mà cái rễ nó bị dập hay cái ngọn dập, thì gặp cái trường hợp đó thì quý anh chị về kiểm tra lại, cắt rễ kỹ lại giùm em nha. Rồi sau đó quý anh chị rửa rồi phơi lại, rồi quý anh chị để khoảng tuần sau quý anh chị trồng lại. Với lại cái những cây sứ mà tuy rằng quý anh chị thấy em đôn cũ lên rồi nhưng mà ở bên dưới á, là em chưa có banh cái cũ nó ra nha. Cho nên rễ nó nhiều khi có những cây nó quấn cục lại dưới đây nè quý anh chị. Thì những cây đối với những cây mà nó quấn cục như vậy quý anh chị đưa xuống trồng luôn thì nó sẽ phát triển rất là yếu ha. Cho nên quý anh chị phải cắt tỉa rễ lại và có điều kiện thì quý anh chị banh rễ ra. Thì nó như những cây sứ này quý anh chị thấy em banh rễ ra thì nó rất là mau lớn nha. Cây này thì sẽ bông nó to. Cây này sẽ bông hơi to nha quý anh chị. Cây Noel thì chùm nụ nó quý anh chị thấy nó đâu có đông ha. Khoảng từ 8 nụ tới 6 nụ đến 8 nụ à. 2 4 6 7 nè. 2 4 6 7. Cây này khoảng 7 8 nụ mà quý anh chị thấy mà nó nuôi nụ thì rất là tốt nha. Mà quý anh chị mua cây bây giờ quý anh chị mua trực tiếp trên YouTube thì hình ảnh thực tế ha. Quý anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái cây mà phù hợp nhất ha. Thì đối với những cái cây sứ mà cái dòng trung bình cao khá thì quý anh chị nên chọn lựa cái cây Noel ha. Mà như quý anh chị thấy cái nhà em cái bề dày này cũng rất dài ha. Chỉ cần có mấy cây là quý anh chị có được một cái dàn kiểng trước rất là đẹp nha. Quý anh chị nếu mà cái lần trước quý anh chị khoảng 5 đến 6 mét thì quý anh chị cỡ chừng 4 chậu thôi. 4 chậu như vậy là để là chơi được rồi. Ha. 4 chậu như vậy với quý anh chị thêm vài cái chậu nhỏ nhỏ như vậy thôi. Rồi quý anh chị ở đằng trước mình có những cái cây sứ để mình chăm sóc nha quý anh chị. Đó. Quý anh chị thấy cây San Noel nó đẹp rất là đẹp luôn ha. Tuy rằng quý anh chị nhìn nó không có mà độc lạ hay là cái gì nhưng mà quý anh chị thấy nó cái màu sắc nó rất là tươi, rất là nổi nha.
quý anh chị thấy rõ ràng nha. Cây sứ thì cái mặt nào nó nhận nắng nhiều thì nó sẽ có bông trước nha quý anh chị. Và quý anh chị trồng sứ mà không có nắng thì thua nha. Có hoa nhưng mà hoa nó rất là nhạt nhẽo ha. Và thậm chí mà nằm ở trong mát mà quý anh chị trồng trong chỗ lớn vậy quá nè là nó không bông luôn nha. Quý anh chị lưu ý khi quý anh chị trồng cái chỗ mà thiếu sáng thì quý anh chị trồng phải bắt buộc quý anh chị trồng trong cái chậu rất là nhỏ. Chứ quý anh chị trồng trong chậu lớn thì nó sung. Nó lá nó bự mà nó không có bông đâu nha quý anh chị. Rồi. Bữa nay là có nhiều cây Noel nó trỏ lắm, để em review cho quý chị xem nha. Ở đây nữa nè, đây. Đây cây này. Cây này thì thôi khỏi chơi nha quý anh chị. Cây này nó tiếc cái là nguyên vườn em nó chỉ có được có một cây cho nên em không có chia sẻ cho quý anh chị được. Chứ còn Noel nó thì nó nhiều hơn, nhưng mà cây này thì màu sắc nó rất là nhẹ nhàng ha, rất là đẹp. Quý anh chị thấy rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Thì đây em cũng có làm cho nó thử một trái à. Nói chung em lai tạo là để trải nghiệm chứ không có mà gieo đại trà nha quý anh chị. Tại vừa tốn công mà ra nó không đạt cái mình mất công đó. Mình làm trải nghiệm một vài trái để mình coi cây nó như thế nào ha. Cây này thì quý anh chị khỏi chê, nhưng mà nó tiếc quá nó không có được nhiều cây nha. Vì cặp trái này em hy vọng nó sẽ có được những cái cây giống vậy, em sẽ chia sẻ cho quý anh chị ha. Cây này thì em không có bán rồi. Rồi quý anh chị thấy nè, cái củ này thì nó không thể nào nó bằng được cái cây Noel nha quý anh chị ha. Cũng một lứa, cũng trồng một thời luôn, nhưng mà nó lớn thì có lớn nhưng mà nó không đẹp ha. Chị thấy nè. Lớn cũng không bằng luôn quý anh chị, cái mức lớn nó cũng không bằng luôn. Cái bông này thì khỏi nói ha, rất là đẹp. Đó quý anh chị, ví dụ chơi sứ chỉ cần mình có chừng vài chậu vài ở trước thôi ha. Cái này thì chùm nụ nó rất là nhiều ha, cây này chùm nụ nó nhiều dữ lắm, nhưng mà nó nuôi bông không có bằng sao Noel nha. Đó, để em quay cận cảnh cho quý anh chị thấy ha. Cây này nó tuyệt vời. Cái màu nó rất là ngộ ngộ ha. Để thổi cái đó, và mấy trậu với qua trậu rồi nó cũng na ná như nhau, nó không có nhã màu nhiều nha quý anh chị. Đây, còn đây là cái giống Noel hai lớp. Cây này nó có lúc hai lớp, có lúc ba lớp nha. Thì nó nhược điểm của cái dòng sao Noel hai ba lớp thì cái cuống nó hơi dài nha quý anh chị. Nhưng mà quý anh chị thấy nếu trồng đủ sức nó cũng không có bị gục đâu nha. Đúng anh chị thấy không? Nó cũng thẳng băng ha. Đây cây này hai lớp nè. Đó cây này lứa sau luôn mà quý anh chị, tại em chưa có đơn cũ nữa nha. Đó, mùa mưa mà em để dưới đây luôn, tại em tính nhổ lên á cho nên không có kê. Quý anh chị bắt buộc phải kê gạch ở dưới như vậy nha quý anh chị. Để nó thoát nước được ha. Chứ vì cái này tại vì em tính nhổ lên trồng lại mà thấy hoa đẹp quá, chưa có nhổ lên. Thì mai chiều gì á, nó hết đợt qua này em cũng nhổ lên để mình đôn lên. Cái củ này đôn lên chắc bự lắm rồi ha. Cây này hồi đó em có đôn nhưng mà đôn kiểu mình cắt tỉa rễ trên chứ mình chưa có banh rễ dưới như quý anh chị. Rất là đẹp ha. Đó, quý anh chị thí dụ nãy giờ ba cây quý anh chị để khoảng cách 1 mét cây thì cái nhà 5-6 mét thì quý anh chị cái gần 5-6 chậu là quý anh chị có thể chơi được ha. Và cây sứ thì nuôi càng ngày càng giá trị nha quý anh chị, càng lớn càng đẹp, nó càng đủ sức thì nó trổ qua để cho qua đẹp hơn cái lúc nó còn nhỏ nha. Với lại nhà vườn á, có những cái đợt sứ này em bán nè, như những cái đợt sứ em bán á thì thật là lâu luôn, từ năm ngoái tới hôm nay em chưa có thay đất cho nó nha. Lý do là không có thời gian. Còn mình tại hiện giờ cỡ nó là phải cắt rễ nha quý anh chị. Nếu mà thuê người á, thì họ cắt thì quý anh chị em cũng thường nói qua cắt rất là dễ hư củ sứ lắm, nó cắt đâm vô củ nhiều quá cho nên em quyết định là em để tự em ra từ từ ha. Cây lọc vàng này quý anh chị ha. Cây sứ càng lớn quý anh chị thấy nó trổ bông càng đẹp ha. Đó. Mùa mưa vẫn trổ ngon lành nha. Còn đây là một cái đại mỹ nhân ba lớp, hiếm ha quý anh chị. Cái này hiếm mà đa số nha, cây đại mỹ nhân này nó cái nếp nó hơi khó ha. Ba lớp, giống ba lớp này nè. Quý anh chị nào hên lắm thì nó được cây nó hoàn chỉnh, chứ cái này nó cũng tét
có nụ tét nhưng mà nó tét mà nó vẫn trổ đẹp nha quý chị ha. Còn cái giống này thì siêu bông, bông nhỏ nhỏ màu vàng vàng. Cây này em cũng tính nhỏ lên trồng lại mà chưa rảnh nè, để bữa nào cũ nó cũng rất đẹp ha, nhưng mà không thể nào mà sánh với hàng sau này em được. Để em quay cây. Còn đây là cái cây chân dài, nay mới biết cái mặt ong nó luôn. Bữa hổm thì cũng biết rồi nhưng mà lâu quá cái quên quý vị. Cây này là cái ba lớp nha, ba lớp mà cái viền nó hơi mờ, đúng chị thấy không? Cái cuốn nó dài nhưng mà vẫn nuôi dưỡng sức, nó vẫn vẫn căng ha quý chị, không có gục nha, nó nụ nó đơm trong. Cây chân dài nè, vậy thấy không? Cây này ba lớp mà thường á, cái quý chị thấy cái cuốn nó rất dài nha, nhưng mà nó vẫn hoa nó vẫn đẹp ha. Nhưng mà cái này thì nó cái viền nó ít quá, nó không có sáng màu như cái cái kia nha quý chị. Nụ thì quý chị thấy không, mai mốt bữa nào rộ thì em sẽ quay lại cho quý chị xem ha. Đây cái giống này thì khỏi chơi nha quý chị, cái này em cũng có thường bán nè quý chị, nên sưu tầm một cây về chơi nha. Cái giống này thì chậm lớn nhưng mà cái hoa nó rất là đã ha. Đó, lâu lâu có một cây, mà cái cây này còn không đẹp bằng những cây em bán cho quý chị nữa nha. Đó, cánh hoa rất là dày, xe bông to trổ rất là đẹp ha. Đây cái cây này nè quý chị, cây này là lúc trước em cũng vừa review cho quý chị xem nè ha. Nó cái kiểu nó là lúc trước thì nó tét, nhưng mà khi mà thay đất rồi thấy nó ổn nha quý chị. Lúc trước thí dụ như 10 bông thì hết 5 bông tét, còn 5 bông thì nó trổ bình thường. Hôm nay thì nó ít hơn nha quý chị, nó trổ được khoảng 7-8 bông, 8 bông rồi tét 1-2 bông thôi nha quý chị. Nói chung cây sứ mình nuôi đủ sức thì nó cũng ít tét bông nha quý chị, thiếu chất dinh dưỡng nó cũng tét nha. Đây còn cây này thì nó không có đẹp lắm nhưng mà màu sắc nó được cái là nó rực rỡ ha, rực rỡ. Để em lại cái cây này nè, cái dòng San Juan, mà cái cây này thì quý chị thấy cái bông nó dạng nó lem lem ha, không có nó lem lem, nó không có đỏ lắm ha, nhưng mà nhìn nó rất là độc đáo nha quý chị. Đó, chính vì nhờ cái lem lem của nó mà nhìn rất là độc đáo ha. Quý chị thấy cái dòng San Juan nè, những cái cây này nói thiệt với quý chị là em không có, hồi lúc trước em không có lựa chọn cái cũ gì hết nha, nhưng mà trong cái thời gian trồng á, thì em bắt đầu mới đôn cũ lên thôi, và mặt qua em cũng không có lựa luôn. Thì trong số này có những cây nhiều khi hồi đó em bán nó ế ha. Tại cái mấy đợt trước quý anh chị có theo dõi mấy clip đầu của em á, thì cái dòng San Juan nó bông dữ lắm luôn. Rồi có những cây nhiều khi nó bị rụng bông, nó còn 1-2 bông thì quý anh chị không lấy ha, thì nó còn lại em để lại, nhiều khi em khi mà rửa ra rồi đó cũng nó đẹp. Quý anh chị thấy cái cây này để em lấy nét lại. Một gang nè, hai gang ha, quý anh chị thấy đa. Cái củ San Juan á thì nó là nở ha, nở hậu và thắt eo đúng chuẩn của cái bonsai ha. Còn cái cây này thì quý anh chị thấy nó cũng là chân dài, nó đẹp nhưng mà nó không phải là giống San Juan nào, quý anh chị thấy không? Cái cổ nó không thắt và nó nở cũng không có bằng luôn, cái củ nó không có nở bằng, nó nhìn nó xui 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 xuống ha, quý anh chị thấy nè, quý anh chị thấy không? Rồi, bởi vậy cái thì sau này nó sở hữu được một cái nết rất là tuyệt vời ha, củ nó phát triển rất là đẹp, nở hậu nha quý anh chị, và phân tàn ở trên thì rất là tốt nè quý anh chị thấy nè, mỗi đầu là lúc nào nó cũng phân tàn được hai nhánh hết nha, 2-3 nhánh nè, cây này như nhánh này 3 nè, nhánh này 3. Thì những cái cây mà nó phát triển cái chòi nó mạnh như vậy á, thì quý anh chị dễ làm cây lắm ha, quý anh chị ha, màu hồng thôi. Chị thấy rất là đẹp nha, cây này mình nhìn chiều nào nó cũng đẹp hết ha. Còn cái cây
để em lại cái cây Noel này nữa này cho quý anh chị xem. Hôm nay chủ yếu là quay mấy cái cây Noel cho quý anh chị xem thôi ha. Ông anh chị thấy không? Màu sắc rất là đẹp luôn. Chùm nụ thì cũng không có đông nha, nhưng mà hoa nó trổ rất là đẹp. Nói những quý chị ở nhà chơi chỉ cần cặp dày, rồi mình kiếm cái giống nào đó mình chơi một cặp nữa ha, đỏ hay gì đó. Đây cái củ này quý anh chị thấy không? Nó rất là nở hậu luôn, rất là đẹp, nở hậu đẹp, rất là đẹp luôn. Quý anh chị trồng mình nên đôn củ lên như vậy nha quý anh chị, đôn củ lên. Nói chung là có xứ thì quý anh chị nó có một cái niềm vui nhỏ nhỏ nha quý anh chị. Có những lúc mà mình mệt mỏi á, quý anh chị ra nhìn ngắm cái củ thôi, nó phát triển xanh bóng như vậy á, quý anh chị có cảm giác nó rất là nhẹ nhàng ha, đầu óc nó rất là thanh thản. Cho nên quý anh chị nên ở trước sân nhà mình nên trồng một vài cây ha, để quý anh chị trải nghiệm và mình ngắm qua nha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy không? Hoa rất là đẹp. Này, quý anh chị thấy sứ nó trổ bông lên một cái là nhìn thấy rất là đẹp ha. Cái này cái gì đây? Nói chung là sứ thì rất dễ trồng nha quý anh chị. Quý anh chị nếu mà mới chơi thì quý anh chị nên xem lại hết những cái video em đã up lên cái kênh vườn sứ quốc gia của em ha. Thì quý anh chị có thể xem lại từ chất trồng cho đến quản lý nấm bệnh đồ này nọ, thì quý anh chị có thể trồng được ha, rất đơn giản. Và thậm chí có nhiều khách hàng trồng còn hay hơn nhà vườn nữa nha quý anh chị. Nhà vườn thì nói vậy thôi chứ nói chung là số lượng nhiều quá cho nên quản lý không sể ha, quản lý không sể. Và cái lúc nhất là cái lúc bán như thế này thì em không khi nào em không có xịt thuốc nha, tại vì hoa sứ nó rất là mẫn cảm với cái thuốc ha, cho nên em không có xịt. Nếu mình xịt xuống là bông nó sẽ héo, cho nên em ít có xịt lắm nha. Nè quý anh chị, như cái hoa này nè, nó đâu có đẹp ha. Em cũng vẫn để chơi là lý do là em là cứ để đại chơi, nhưng mà cây này cái cũ quý anh chị không, đun lên cũng rất là đẹp luôn. Cây này hồi xưa nè, sai lầm ha, hồi xưa em sai lầm em quét ba cái nước sơn chậu nè quý anh chị, nó không tróc nổi. Nhưng mà nãy nứt rồi nè. Bộ cũ này cũng rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Đó. Như mấy này thì nó như một tí nhiệt đới, nhưng mà bông nó không, mùa mưa nó nuôi bông không tốt bằng cái thằng sao Noel nha. Đúng anh chị, em làm clip này để quý anh chị dễ hình dung ha. Quý anh chị biết quyết định mình nên chọn một vài cái cây sứ VIP, cây sứ mà nó đẹp đẹp. Như cái hoa nó là ở cái ngưỡng là trung bình khá nha quý anh chị. Để quý anh chị chơi thì cây sứ quý anh chị trồng càng lâu thì nó càng giá trị nha. Đó. Còn cái giống này thì cũng đẹp ha, củ thì cũng đẹp nè quý anh chị. Củ này thì khỏi chơi luôn, nhưng mà bông không đẹp. Bông này cái mùa nắng, cái mùa Tết bữa hôm nó trổ thì cũng rất ngon lành nha quý anh chị. Mùa mưa này nó dở nè, nó hư. Củ này khỏi chơi luôn ha, nó cũng rất là nở hậu luôn. Còn đây là cây đỏ nhung. Cái cây đỏ này thực sự là nó lúc trước nó trổ không có nổi nha quý chị, nó trổ ra cái cánh nó không có thẳng lắm ha. Nhưng mà từ ngày mà em cắt rễ lại nè, em trồng lại thì nay cái bông nó quý chị nhìn thấy rất là đẹp nha. Cánh dày màu đỏ nhung rất là đẹp luôn, bung căng. Đó quý anh chị, mình phải cắt rễ ra ha quý anh chị, rồi mình kích rễ để cho cái bộ rễ nó vững chắc. Giống như cái nhà mình mà có cái nền móng vững chắc rồi thì mình dễ phát triển lên ha. Rồi quý anh chị nên quan tâm tới cái bộ rễ là quan trọng nhất. Đó, rồi sau đó là quý anh chị tàn nhánh này tính sau ha. Và cái qua này nè,
là lúc trước em cũng nó rất là buồn, nó trổ ra nhưng mà nó lúc nào nó cũng làm như nó thiếu nước không anh chị. Nó không có cái rễ, nó không có đưa cái dinh dưỡng lên được, không đưa nước lên được, nó không có bung căng nha. Đó. Nhưng mà sau khi xử lý cắt rễ rồi thì cái hoa nó rất là căng và bữa hộp nó rất là rộ luôn nha. Cây màu tím nè, cây màu tím này cũng chưa nhỏ lên. Thì quý anh chị nên chọn lựa ha, những cây Noel để về mình chơi. Nó như cây này là giờ nó chiều cao nó cũng phải tầm okay. Chiều cao nó cũng phải tầm 1 mét nữa nha quý anh chị. Cái này là chơi ngon lành rồi ha. Cao quá thì cũng liêu nghiêu, nhưng mà cả này thì vậy là ngon rồi. Rồi buổi sáng hôm nay thì chủ yếu là review lại những cái cây sao Noel ha. Và cái nhược điểm có sao Noel là quý chị trồng trong mát thì nó sẽ không có bông nha. Nó phải là nắng full thì nó phát triển mới tốt được và nó mới mau lớn được nha. Còn quý chị trồng trong mát thì nó cái lá nó rất là to, cái lá nó rất là to cho nên nó không có bông ha. Để em lại em quay cái cây này cho quý chị xem nha. Em trồng ở trên cái bình ru cần. Cái cây này là lúc trước nó bị hư ha. Nó thúi nè quý anh chị, nó thúi nè ha, thúi. Em mấy cú nó sống rồi, giờ trồng cái kiểu trồng cái dáng nó đưa ra vậy cho quý nhà để chơi luôn ha. Chứ giờ cái cây này mình đưa đứng lên nó cũng xấu không quý chị. Cái này vậy sẵn vậy nó che cái phía điểm nó luôn, coi như là nó thúi gần hết luôn nha. Rồi em mới dùng thuốc em tưới vô cái gốc nó, em cứu nó chứ không có cây này thì không có nhổ lên, mà tưới tự nó đứng luôn ha, tưới thì xịt nữa. À, quý anh chị tưới bằng Aleus nha. Aleus nó là một cái thuốc trừ nấm lưu dẫn mà hai chiều nha quý anh chị. Khi quý anh chị tưới gốc thì nó sẽ dẫn lên ngọn luôn ha, nó trị được trên ngọn luôn Aleus ha. Nhược điểm của Aleus đó là quý anh chị khó bảo quản lắm. Và cái dụng mà quý anh chị có nuôi cá, quý anh chị lỡ xịt xuống này chết cá nha. Nó là gốc nhôm nhưng mà nó không có độc với người, nhưng mà với cá thì nó chết nha quý anh chị. Cây này hoa rất đẹp ha, hoa rất đẹp đó quý anh chị. Có những cái cây chính nhờ nó bị hư như vậy mà mình mới trồng được ra cái thế đẹp như vậy nha quý anh chị. Đây em quay cho quý anh chị xem. Hoa rất đẹp luôn, trắng lem, trắng lem nha quý anh chị, trắng lem rất là đẹp. Rồi buổi sáng hôm nay em review cho quý anh chị xem những cây sứ ha. Sau khi mình đôn củ lên nó có để quý anh chị có cái cách nhìn tổng quát ha, để mình dễ lựa chọn những cây sứ mình yêu thích nha quý anh chị. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.